Rất vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin sáng ngày hôm nay 16 tháng 6. 6 tháng cuối năm 2017 thì 50.000 trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 11 tuổi tại các tỉnh phía Bắc sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khảo sát đánh giá tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng. Đây là lần đầu tiên một khảo sát dinh dưỡng được thực hiện quy mô tại Việt Nam. Dự kiến từ cuối tháng 6 đến hết năm 2017, 50.000 trẻ em từ 3 đến 11 tuổi ở 100 trường học trên địa bàn Hà Nội và 4 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình sẽ được tiến hành khảo sát đánh giá tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng. Qua khảo sát đánh giá tình trạng sức khỏe, các chuyên gia sẽ hướng dẫn về dinh dưỡng và lối sống năng động tích cực cho các gia đình, đặc biệt là cho các trẻ em học đường, gồm cung cấp tài liệu cho phụ huynh và học sinh, tổ chức sinh hoạt tại các trường cho các em học sinh về dinh dưỡng và phát triển thể lực chiều cao. Theo Trung tâm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, dự án này sẽ trợ giúp thiết thực và hiệu quả cho các trẻ em, góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng của đề án phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam và chương trình sữa học đường cho học sinh mẫu giáo và tiểu học do chính phủ đề ra. Kính thưa quý vị, trong vòng một tuần trở lại đây thì trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu Tân Thanh thuộc địa phận huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 200 đến 330 tấn vải thiều được thông quan qua Trung Quốc. Cửa khẩu Tân Thanh cũng là cửa khẩu xuất khẩu hàng nông sản chính từ Việt Nam sang Trung Quốc. Theo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tuy lượng vải thiều xuất khẩu qua Trung Quốc tại cửa khẩu này trung bình từ 200 đến 330 tấn mỗi ngày, nhưng lượng vải thiều xuất khẩu năm nay sang Trung Quốc ít hơn các năm trước do vải mất mùa. Đầu vụ giá bán tại thị trường trong nước cao hơn giá xuất khẩu, nên lượng vải xuất đi năm nay chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian này, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các ngành chức năng làm việc tại cửa khẩu đã áp dụng phương thức vừa kiểm tra phương tiện, hàng hóa trên thực địa, vừa làm hồ sơ thông quan. Nhờ đó, mỗi xe hàng thông quan chỉ mất từ 3 đến 5 phút, rút ngắn 2/3 thời gian so với trước đây. Sau 2 tháng thực hiện, thì trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã chính thức được Tổng cục Dạy nghề công bố. Và tính đến nay thì đã có hơn 650 trường cao đẳng, trung cấp, trường nghề trong cả nước trực thuộc Tổng cục Dạy nghề cập nhật thông tin tuyển sinh của trường mình lên trang để thí sinh tìm hiểu và đăng ký xét tuyển. Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Tuổi Trẻ thực hiện tại các địa chỉ tuyển sinh tcen.gov.vn hoặc xét tuyển nghề.tuổitre.vn. Mục đích chính của trang là thêm kênh thông tin để người học chọn ngành, trường đúng với sở thích, năng lực, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội. Khi truy cập trang, thí sinh chỉ cần nhập ngành nghề mình quan tâm, khu vực mình muốn học sẽ có ngay thông tin đào tạo, tuyển sinh của những trường phù hợp với nhu cầu. Đặc biệt là khi chọn được trường phù hợp, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển online cho trường ngay trên trang thông tin này. Ban quản trị trang cũng cấp tài khoản cho từng trường để trường tự đưa thông tin và thực hiện việc tuyển sinh trực tuyến cho năm học mới. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong khi mục tiêu của thành phố đến cuối năm nay là phải có thêm 50.000 doanh nghiệp, do đó mà áp lực về lượng doanh nghiệp thành lập mới của thành phố trong những tháng cuối năm là không hề nhỏ. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký và bổ sung của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2016, ở mức 493.000 tỷ đồng. Trong đó có hơn 50% là vốn đăng ký thành lập mới, ước khoảng 227.500 tỷ đồng, tăng đến gần 60% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng đăng ký thành lập mới, thì nửa đầu năm nay, thành phố chỉ mới có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp, trong khi mục tiêu đặt ra cho cả năm nay đến 50.000 doanh nghiệp thành lập mới. Lý giải về vấn đề này, theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, số liệu trong các báo cáo thực chất không tính đến hết tháng 6 năm nay. Hơn nữa, nửa đầu năm lại rơi vào 2 tháng Tết. Đây là thời điểm mà doanh nghiệp thường không chọn để đăng ký thành lập. Thay vào đó, tỷ lệ các doanh nghiệp đăng ký thành lập thường có xu hướng tăng vào cuối năm. Do vậy, với lượng doanh nghiệp mới đã có, vị này cho biết mục tiêu 50.000 doanh nghiệp trong năm nay vẫn ổn. Thường thì đầu năm chúng ta bị 2 tháng Tết. Những cái lúc đó là doanh nghiệp họ không có thành lập. Mà cái số lượng này nó sẽ tăng vào những tháng cuối năm. Nên là gần 36% như vậy thì tôi nghĩ rằng cái con số của chúng ta thì nó cũng có khả thi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại tỏ ra lo ngại về mục tiêu này. Số lượng chỉ tăng có 10 đến nay thì chỉ có 18,03 tức là 18.000 nói số tròn 6 tháng. Thì liệu có 6 tháng còn lại chúng ta có được con số là 32.000 nữa hay không?
Như vậy nó đặt ra vấn đề cho chúng ta là chúng ta đã thực sự tạo ra một môi trường thuận lợi để cho mời gọi cái nguồn lực trong dân đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, mà chủ yếu là đầu tư vào những cái ngành công nghiệp chủ yếu mà chúng ta đã xác định và chính nhóm ngành chủ lực hay chưa? Thực tế, thống kê về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của thành phố Hồ Chí Minh đang dần tụt hạng trong những năm gần đây. Nếu như năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh được đứng hạng thứ tư trong 63 tỉnh thành về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thì đến năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã tụt xuống hạng 6 và đến năm 2016 xếp hạng thứ 8. Riêng trong năm 2016, trong 10 chỉ số đánh giá về PCI thì có đến 4 chỉ số thành phố Hồ Chí Minh ở dưới mức trung bình. Nói về vấn đề này, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố còn vướng hai vấn đề trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp. Vấn đề thứ nhất là chi phí không chính thức. Dù lãnh đạo thành phố rất quyết tâm, nhưng lại khó kiểm soát hết lượng cán bộ cấp dưới. Và thứ hai là thiết chế pháp lý của thành phố hiện nay vẫn chưa hài lòng doanh nghiệp. Hiện thành phố cũng đang triển khai các giải pháp để khắc phục. Đặc biệt, thành phố cũng đang triển khai một số chỉ đạo đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các sở ngành của thành phố. Mục đích của thành phố là làm sao để những vướng mắc doanh nghiệp chỉ ra có thể truy được cơ quan chịu trách nhiệm. Thành phố đã có một cái bảng chỉ số PCI thành phố và các sở ngành để tự ra đánh giá mình, để xem những cái mặt mà yếu kém mà PCI đánh giá thì nó phải có địa chỉ. Quyết tâm mình là phải tìm ra địa chỉ sai chỗ nào, mà thậm chí là sai ở đơn vị nào. Thì mới sửa được. Còn nếu mà nói là chi phí không kiến thức, nhưng không biết làm lớn được nào, không biết làm ở cơ quan nào thì cứ khó sửa. Cái này chúng tôi sẽ có bản khảo sát. Bây giờ cũng đã làm rồi, sẽ triển khai lấy ý kiến của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các giải pháp nâng cao mức cạnh tranh cho môi trường cũng chỉ có thể kỳ vọng giúp lượng doanh nghiệp đăng ký mới của thành phố giữ được tốc độ tăng trưởng bình quân như các năm qua. Cụ thể, theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 26.000 doanh nghiệp thành lập mới, thì sang năm 2015, con số này tăng lên 31.000 doanh nghiệp và lên 36.300 doanh nghiệp vào năm 2016. Như vậy, mỗi năm, lượng doanh nghiệp thành lập mới của thành phố sẽ tăng thêm khoảng 5.000 doanh nghiệp. Với tốc độ tăng trưởng như thế này, thì đến năm 2017, thành phố mới có thêm khoảng 40.000 đến 43.000 doanh nghiệp, còn lại khoảng 7.000 đến 10.000 doanh nghiệp nữa đang được kỳ vọng từ nhóm các doanh nghiệp được chuyển từ hộ kinh doanh cá thể và nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, công tác vận động hộ kinh doanh thành lập tại doanh nghiệp cũng đang diễn biến khá chậm chạp. Theo Ủy ban Nhân dân quận 1, quận này đã tổ chức hai đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với từng hộ kinh doanh có doanh thu cao. Tuy nhiên, đa phần các hộ cho rằng thành phố còn thiếu một cơ chế cụ thể để khuyến khích họ chuyển đổi. Bởi việc chuyển đổi theo các hộ này sẽ khiến họ tốn chi phí nhiều hơn và đòi hỏi thủ tục phức tạp hơn. Kinh doanh cá thể trong chợ Bến Thành và một số chợ trung tâm của quận 1 đó, thì lại không có những cái yêu cầu về cái chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, khi chuyển đổi sang doanh nghiệp thì lại một trong những cái thủ tục yêu cầu là phải có cái chứng nhận này, thì cũng là một trong những vấn đề mà là chúng tôi thấy rằng nó có cái bất cập trong cái quy trình. Cái thứ hai nữa là cũng có những cái doanh nghiệp mà như các ông chí cũng biết thì tôi cũng không nói tên ở đây, là chuyên kinh doanh về cái loại hình mà bánh ngọt, nó rất nổi tiếng của thành phố chúng ta. Nhưng mà khi vận động chuyển sang doanh nghiệp thì người ta từ chối và người ta nói là nếu cho làm thì làm, không cho làm thì thôi, người ta không làm nữa. Vì người ta làm theo cái góc độ gia đình, kể cả hệ thống sổ sách theo dõi cập nhật. Thì tất nhiên đây cũng là một cái mà chúng tôi thấy rằng để đạt được cái con số mà thành phố giao là 2.324 doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh đi lên thì quận 1 phải phấn đấu nhiều hơn. Thực tế, hai đoàn công tác của quận 1 đã tiếp xúc với 100 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, nhưng chỉ có 15 hộ trong số đó cam kết sẽ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Còn tính chung trên toàn thành phố, kể từ khi có chủ trương vận động đến nay, mới có 544 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu 50.000 doanh nghiệp của thành phố được đặt ra trên cơ sở đã được tính toán khoa học và hoàn toàn khả thi. Theo luật lao động, các hộ kinh doanh nào sử dụng hơn 10 lao động thường xuyên phải chuyển đổi thành doanh nghiệp. Hiện thành phố đang nắm được danh sách các hộ này, đó là chưa nói ngành thuế thành phố thống kê được hơn 14.000 hộ có hóa đơn bán hàng. Đây cũng là nhóm đối tượng sẽ được chú ý đầu tiên trong công tác vận động thành doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đã có nhiều cơ chế để khuyến khích các hộ chuyển đổi. Hiện tại, các hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp sẽ được giữ tất cả các điều kiện kinh doanh hiện có, thay vì phải đăng ký lại. Tuy nhiên, theo ông Liêm, các quận huyện cũng nên cân nhắc trước các đề xuất của các hộ kinh doanh. Có những cái doanh nghiệp, hộ chuyển sang doanh nghiệp kiến nghị thành phố là gì bây giờ? Khắc dấu đi, là có 400 ngàn à, cũng đề nghị thành phố hỗ trợ nữa. Doanh nghiệp gì mà yếu quá. Rồi có đồng chí nói tôi là cái này mình khuyến khích để người ta chuyển. Vừa cũng mức độ thôi. Thành phố thì ủng hộ bằng lộ trình, bằng cơ chế, bằng chính sách, bằng thế. Thế sẽ làm việc tất cả những gì liên quan. Hiện nay là phần mềm về thế là báo cáo các đồng chí chủ tịch hôm nay 24 huyện có đó là coi như là thế là miễn phí rồi. Hiện ông Liêm đã làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân 11 quận huyện để tìm hiểu về những khó khăn trong việc vận động hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp và có những tháo gỡ. 13 quận huyện còn lại sẽ được tiếp tục mời lên làm việc về vấn đề này. Dự kiến chậm nhất đến tháng 8 năm nay, thành phố sẽ tổ chức đợt sơ kết về chương trình vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, sắc đỏ đã trở lại trên cả hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6. Các cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm đã tác động tiêu cực đến thị trường. Chỉ số VN Index khá giằng co khi bước vào đầu phiên, tuy nhiên nhanh chóng sau đó sắc xanh dần chiếm ưu thế. Chỉ số sàn HOSE chủ yếu dao động trên mốc 760 điểm. Cổ phiếu Sabeco góp phần chính hỗ trợ thị trường. Trong khi đó, ROS của xây dựng Pharos tiếp tục có phiên giảm sàn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến xu thế tăng của chỉ số. Chuyển sang phiên chiều, VN Index chuyển biến hẳn sang sắc đỏ. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thu hẹp đà tăng, trong khi các mã khác rơi vào tình trạng giảm giá, đã khiến cho chỉ số rung lắc mạnh. Về cuối phiên, xu thế giảm của thị trường dần được rút ngắn nhờ vào sắc xanh đến từ Vinamilk, Vincom, RE. Khép phiên, VN Index về mốc 760,57 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương trên 190 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội diễn biến khá rung lắc trong phiên, thị trường thiếu sự hỗ trợ từ các cổ phiếu chủ chốt. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch cũng đang trên đà giảm dần. Chốt phiên, HNX Index giảm 0,11% xuống còn 97,78 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 46 triệu đơn vị, ứng với trên 490 tỷ đồng. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật của phần tiếp theo chương trình ngày hôm nay. Ngày 21 tháng 6, Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 công lập. Du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phát bộ quy tắc ứng xử văn minh.